Điều thứ nhất như nhìn thái giáo, 10 tháng trường chú đáo mọi bên. Thứ hai sanh đẻ gươm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, đến đâu bền vững chẳng lại. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khổ sáu phần con. Thứ sáu xô nước nhai cơm, miếng con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miếng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cao. Tính sao có lời thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ 10 chẳng ham trao chuốc, dành cho con các cuộc thánh nhân. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Điều thứ nhất như nhìn thái giáo, 10 tháng trường chú đáo mọi bên. Thứ hai sanh đẻ gươm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, đến đâu bền vững chẳng lại. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khổ sáu phần con. Thứ sáu xô nước nhai cơm, miếng con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng còn sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cao. Tình sau có lời thì làm, chẳng màng tội lỗi vì giam bị cầm. Điều thứ 10 chẳng ham trao chuốc, dành cho con các cuộc thánh nhân. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩ mẹ sánh bằng Thái Sơn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ